Tính đến 10 giờ sáng nay, ngày 15 tháng 6, thành phố có thêm 47 điểm phải phong tỏa, khoanh vùng vì COVID-19. Hiện toàn thành phố có 382 điểm phong tỏa, trong đó thành phố Thủ Đức nhiều nhất với 86 điểm. Cụ thể như sau: quận 1 10 điểm, quận 3 4 điểm, quận 4 2 điểm, quận 5 16 điểm, quận 6 7 điểm, quận 7 7 điểm, quận 8 17 điểm, quận 10 6 điểm, quận 11 1 điểm, quận 12 35 điểm, Bình Chánh 8 điểm, Bình Tân 27 điểm, Bình Thạnh 27 điểm, Củ Chi 4 điểm, Gò Vấp 32 điểm, Hóc Môn 18 điểm, Nhà Bè 7 điểm, Phú Nhuận 6 điểm, Tân Bình 35 điểm, Tân Phú 33 điểm, Thủ Đức 86 điểm. Danh sách các điểm phong tỏa do HCDC cập nhật, xem chi tiết tại trang tuổi trẻ.vn.